Rồi em xin chào tất cả anh em ha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tin Sắt Đức Thắng anh em. Em còn những cái máy dầu ở Tết cuối cùng. Máy gió anh em. Cái này rồi dân mà ở Tết 80 anh em ơi. Trong nhà dường như là cũng hết gáo hết trơn rồi. Hôm rồi em xả nó trôi hết trơn rồi. Dân mà ở Tết 80. Thì hình dáng bên ngoài thì em nhìn thấy thứ nhất là cái bộ khóa dầu này, bộ khóa dầu zin nè. Cái ly dầu thì cái ly dầu cũ của nó, còn cái lọc dầu thì mới thay nè. Còn cái bong bóng này thì em không biết là ghim hay là không ghim nha. Nên họ quay lên thì em nhìn không hay biết. Chứ nó xây anh em ơi. Cái ghim mình nhìn nó xây mạnh lắm. Còn cái lô vô nó quay cà chớt mình thấy ghét lắm. Cái này là thông báo, em thông báo luôn là cái ti này nó lộn cái ti tâm nhất rồi nè. Cái này để em đổi cái ti thêm nhất lại cho anh em mình nha. Cái ti này không đúng cái ti nó. Rồi mặt trước nó này, cái chụp heo nó thì em nhìn không thấy. Thiếu cái chụp heo nha anh em. Cái này thiếu chụp heo. Máy thì em nhìn thấy tương đối rồi nha. Cái này nó tương đối chứ nó không có được đẹp không. Cái này là còn những cái máy cuối cùng nữa nha anh em. Em hết trơn máy hết 80 gió này. Cái thùng dầu thì nó gì nè anh em. Thùng dầu nó gì nè. Ở đây ngồi đó, em ảnh đang quay ngồi đó, em chưa ảnh điện cho. Cái lọc dầu thì em thấy nó hơi eo eo tí xíu, mà cái này mình sửa cũng không sao. Dầu hơi eo eo tí nữa nè, cái ly dầu. Chứ cái này nó hơi mốp tí nữa. Anh em nhìn thấy này nó hơi mốp tí xíu nè. Có thể em quay ở trên anh em nhìn nó thấy, nhưng mà để em quay xa là anh em nhìn thấy nè. Nhưng mà cái này kéo lên được. Kéo lên được chứ không phải là không kéo được. Còn cái áo bên đây thì nó hơi bạc màu chút. Cái bù lửa thì cái bù lửa này bù mới. Chứ không phải là bù zin. Cái này nó gặp em nó than mới không có bù. Lấy cái chân em cắt cái bù mới em hàng được. Cái này là cái chớp thì cái chớp mới, mà cái cán là cái cán zin nghe nè. Cái buồn nó mục. Cái này á, nó gãy bên trong nè. Đi coi. Cái in này. Cái bên trong thì hồi gắn lại cho anh em bà con cô bác này. Rồi cái số seri của máy này là 10459 anh em ơi. 10459 là số seri của máy Adidas 80 này ha. Tiền nó thông báo cho em hay là cái câu mà châm nước. Cái coi giảm nước nó đằng tiện nữa nè. Nó gãy bát. Cái này nó gãy bát anh em ơi. Cái này thì em thay cho anh em mình luôn ha. Nếu nó gãy gì vậy anh em đổ nước cho nó bị chảy chắc ăn. Để dần chỗ này. Gãy bát. Cái này phải đổ nước châm rồi. Trời ơi, ở đâu vậy? Trên kệ đó. Người hàng độc không vậy? Sữa đó. Rồi máy này thì em bao ghim nha nè. Ghim tất thành đặc luôn. Em hỏi cái ảnh mua cái gì kìa. Dùm anh ấy thôi. Máy này thì em bao ghim anh em. Em nghe tiếng máy nó chạy lên rồi em đánh giá phần trăm theo em nhận xét cho anh em mình nghe. Rồi nhà con qua con test cái máy này cho bà con cô bác mình nghe. Cái đèn còn rất là mới luôn anh em ơi. Một con đèn thì thú quắc. Đèn này chắc ăn không có gì cháy được. Đích. Thằng bên họ kiếm mua mấy xăng mình nhưng mà đang bán 1 triệu quá. Ôi máy này nổ chắc mọi người. Máy này chắc anh em ơi. Nổ rất là chắc. Chắc chắn với anh em là máy này thật. Nghe tiếng anh em nghe thấy đã không? Chứ anh thấy làm về rồi đó. Cái máy này nổ rất là im anh em ơi. Cái máy hôm qua mình đang bắn là mấy đó của mình.
quá ngon anh em ơi. Đang quay lại cái số CD của mấy này được. Này chạy tiếng rất là chắc anh em ơi. Cái máy cuối mà có máy này chạy ngon quá. Cái bóng này dàn cầu lắm cô. Cái dàn cầu 9,5. Dàn cầu 9,5. Theo em nhận xét là cái máy này chạy rất là tốt, rất tốt anh em. Cái ưu điểm của máy này là em nhìn thấy ngoại hình thì nó không được đẹp nữa, thùng dầu hơi mốt tí xíu nè, nhưng mà cái này nữa em kéo lên lại cho anh em mình ha. Em kéo lên, em không có hứa chắc là bằng trang, nhưng mà em sẽ kéo lên lại cho anh em mình. Cái này thùng dầu phía trên kéo dễ. Còn cái chỗ yếu điểm của máy này thì nãy em có nói anh em là cái bu nè, cái đế là cái đế zin, nhưng mà cái chớp ở trên đó là cái chớp mới anh em. Còn cái này anh em lưu ý nha, nè em lắc lắc nè, nãy em tiện nó cho hay là nó bể một cái bên lỗ tai này nè, à, cái này nó rời anh em, cái này là em sẽ thay lại cho anh em mình, anh thay lại cái mới nha. Còn máy thì vậy em nghe tiếng rất là chắc, để em nhận tiền test lại cho anh em bà con cô bác mình cái nha. Máy này em nghe tiếng nó chạy rất là tịch, cái trái đèn anh em nhìn nó sáng rồi nè. Những cái máy này em cũng nói thật sự với anh em là những cái máy cuối cùng trong tiệm có tới 80 nè, em hết trơn. Máy gầm thì ác liệt luôn. Rồi tắt đây con. Rồi em cũng xin báo giá anh em bà con cô bác mình luôn ha. Cái máy này em bán cho anh em là 5 triệu bao ship ha. Anh em nào có chốt được cái máy này thì alo giùm em. Mà chắc chắn cho anh em nào cần cái máy chất lượng ha, ngoại hình thì nó không được đẹp hung thôi, chứ cái máy này là bảo đảm anh em là chắc như nước cắt. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Chào anh em. Cảm ơn tụi con nha.